Chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Cúp dọn lại hại não với 4 cây trợ lực duy nhất có ở Việt Nam. Sau khi đã quá nhàm chán với những dòng xe độ phổ biến như Exciter, Winner hay Raider Sachi, hôm nay mình đem đến các bạn một cái chiếc cúp độ cực kỳ là mắc, phong cách hại não người xem. Không dây dòng nữa, bây giờ chúng ta hãy đi ngay vào tầng kia tiết cái xiết một cái chiếc cúp độ này nhé. Cái phần ta thắng vẫn giữ là ta thắng gym, nhưng được phay lỗ thẩm mỹ để trang trí những cột ốc chuyển trình. Cái cụm tăng đồ chơi thấy chỗ cho cái cụm ca xin, giúp cho nước đề bạc con tèn được tốt hơn. Người chủ còn rất tinh tế khi trang bị một cây đèn trở sáng để khi chạy đêm khuya tự tin hơn. Bao tay Spider tạo cảm giác người lái là vững chắc, cũng như trang bị lên con xe này. Ở đây còn lộ ra hai cây trợ lực ở vị trí bàn thờ của xe. Mình nghĩ hai cây này chỉ gắn kiển, nhưng cái công năng thực sự thì chỉ có mình chủ xe và thợ sửa xe là người biết rõ nhất. Tiếp theo, chúng ta thấy được hai cây trợ lực cổ và sườn được tính toán làm các bác sao cho có thể xây hết tay lái không bị cà cứng. Cái chiếc xe này không những hack não cả thợ mà còn hại não cả người xem. Chi tiết lốp máy cũng được tô điểm bằng cái logo Puma và Raceboy. Ngoài ra còn nhấn nhá thêm những cái con ốc kiểu sặc sỡ. Kích thước của bồn cũng đã báo cho mình một cái điều là con xe này có lẽ được nâng cấp động cơ để thỏa mãn cái niềm đam mê tốc độ từ người chủ. Cái dàn chân sau vẫn là thấm đùng nguyên bản, nhưng được nhấn nhá bằng tràn thắng tới quà đầy sắc sảo. Hai con ốc bông chỉnh thắng. Nếu chú ý kỹ thì chi tiết má đùm cũng được thay lỗ phong cách Thái Lan, nhìn cực kỳ bắt mắt. Cấp sau của Katet giúp nước đề bạc của con cúp độ này không bị xà lắc. Chất liệu nhôm không những giảm trọng lượng cho xe mà còn tạo ra một cái vỏ ngoài cứng cáp vô cùng. Phuộc sau tính từ một cái hiệu đình đám lệnh như trình, có lẽ chiều cao ti và cái độ dài của lò xo được người chủ làm lại để phù hợp hơn với phong cách hạ lùng của con xe. Cận cảnh cái độ mini nhưng đầy thú vị của cái chiếc xe độ. Sonic 150-209 nâng cấp đầy bá đạo với một cái dàn chân lưỡi lam. Cái chiếc Sonic 110 do Honda Indo sản xuất được lòng rất nhiều bạn trẻ đam mê tốc độ ở Việt Nam bởi mặt hình đẹp, hiện đại, trẻ trung. Tuy nhiên khi về đến tay những người tiêu dùng, chiếc xe này còn được chọn lại rất nhiều phong cách khác nhau tùy theo sở thích và khả năng kinh tế từng người. Điểm nhấn gần phần ghi đông là ba chốt ghi nằm, nằm trực diện trên ghi đông nhìn vô cùng nó bật, bắt mắt. Bên cạnh, người chủ đã tận dụng cái khoảng trống để bắt một cái đèn trợ sáng L4 nằm hỗ trợ team cho xe đi trong những cái cung đường đêm. Bên cạnh bao tay Spider, ta sẽ thấy được cái cụm công tắc trái là của cái chiếc CB605F được bán mức giá hiện nay khoảng 1 triệu đồng, tích hợp luôn cái độc vaccine và đèn ưu tiên. Bên phải là cụm Dono Mini kết hợp cùng với cụm tăng tốc Dono vàng. Ở dụng cái cụm công tắc CIC được minh lại cái chân kính riêng để ở dụng kính hậu dễ dàng hơn. Cái chiếc Sonic độ này còn được trang bị cái cụm thắng tháo tàn thật lớn, được trang trí một cái đoạn ống trong suốt để làm ổ chứa dầu rời, vừa gọn gàng mà còn khá là lắm. Ở dụng cho mình ta thắng của CIC IC2 được thiết kế bản lề riêng dành cho những mẫu cụm mà chỉ dòng Sonic đang sổ. Nhìn xuống dàn chân ta thấy ngay cái bộ mâm hợp kim đã bị bán mất, thay vào đó là bánh cầm, cái điểm nhấn là bộ niềng nhôm Raceboy đen làm chủ đạo. Tuy nhiên do người chủ vẫn có dùng cái đĩa chim và không chế là cái phép hay dầu, nhưng phải làm mùa hóa lòng CNC để bắt đĩa. Cái ống dẫn nước tản nhiệt Samco Sport màu đỏ thay thế cho ống zin làm cho khó động cơ thêm chút nổi bật. Ở dụng cho mình cái bộ của Super R105R kết hợp cùng với cái bộ ba khúc kết nối với nhau thông qua một cái lò xo và khả năng cố định cực kỳ tốt. Vì là cái bô zin âm thanh cũng không quá ồn ào như các bản bô đồ khác, tuy nhiên ngoại hình có phần là gọn gàng và nét hơn rất nhiều. Và đây là tổng thể cái chiếc Sonic 110-209 độ đầy tinh tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.